Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình, phần sổ tay y học hôm nay sẽ là cách lựa chọn thực phẩm an toàn trong mùa dịch và những trò chơi vận động dành cho trẻ mầm non trong mùa dịch. Phần hỏi đáp y tế sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những kiến thức về bệnh ung thư vú. Cuối chương trình câu chuyện y tế sẽ đề cập về vấn đề chung sống an toàn với đại dịch. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Lựa chọn thực phẩm là khâu quan trọng đầu tiên trong quá trình chế biến thức ăn. Lựa chọn thực phẩm không tốt không những ảnh hưởng đến bữa ăn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng. Nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc lựa chọn chế biến thực phẩm lại càng phải cẩn thận hơn. Để lựa chọn thực phẩm đúng cách, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của chuyên viên Lưu Thị Minh Huệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên. Kính thưa quý vị, trong tình hình dịch bệnh COVID đang diễn biến phức tạp trên cả nước thì việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là rất cần thiết. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong mỗi gia đình thì việc đi mua thực phẩm, chuẩn bị thức ăn, sơ chế, chế biến thực phẩm và vệ sinh ăn uống là những khâu then chốt mà chúng ta cần chú ý hơn. Thứ nhất là khi đi mua thực phẩm, chúng ta cần thiết sử dụng đầy đủ găng tay, khẩu trang và đảm bảo cự ly giãn cách với những người khác. Sau đó thì chúng ta lựa chọn các thực phẩm còn hạn sử dụng, có thể truy xuất nguồn gốc của các thực phẩm đó tại các cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hạn chế mua các loại thức ăn ngay, không có bao gói sẵn. Nếu có điều kiện thì mọi người nên sử dụng các cái nước sát khuẩn, các dung dịch sát khuẩn trước và sau khi tiếp xúc với thực phẩm, các đồ bao gói thực phẩm và các bề mặt dụng cụ. Cùng với đó là chúng ta tuyệt đối không được sờ tay lên mặt, mắt hoặc mũi. Mọi người nên tránh xa khu vực chứa chất thải và nước thải trong chợ. Tuyệt đối không sử dụng hoặc tiếp xúc mua những loại thịt của động vật chết do dịch bệnh vì đây chính là những nguồn gây bệnh nguy hiểm. Mọi người lưu ý rửa tay sạch bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn có cồn ngay sau khi tiếp xúc với các loại gia súc, gia cầm và các loại thịt sống để tránh mang mầm bệnh về nhà. Thứ hai là chúng ta nên thận trọng khi chuẩn bị thức ăn. Cần đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách ngay sau khi loại bỏ các cái đồ bao gói thực phẩm sử dụng một lần. Và mọi người lưu ý sử dụng tạp dề, găng tay, khẩu trang khi chế biến thực phẩm. Sử dụng dao thớt riêng biệt để tránh nhiễm khuẩn chéo từ thực phẩm sống sang thực phẩm chín. Bên cạnh đấy là đối với các loại thực phẩm đông lạnh thì chúng ta cần phải giã đông hoàn toàn trước khi xử lý sơ chế chế biến. Mọi người nấu chín kỹ thực phẩm, luôn bảo quản thực phẩm nóng ở trong nồi hoặc dụng cụ đảm bảo vệ sinh an toàn và tiêu diệt được các cái mầm bệnh vi sinh vi khuẩn. Đối với các loại rau quả dùng ăn ngay thì chúng ta cần nhớ là rửa tay sạch bằng xà phòng và nước sát khuẩn, rửa tay dưới dòng nước sạch trước khi rửa rau quả. Còn đối với các loại rau quả bình thường thì chúng ta phải rửa sạch dưới vòi nước. Và đối với các loại rau ăn lá thì thường bị dính bụi bẩn nên mọi người tốt nhất hãy ngâm trong nước vo gạo khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch lại dưới vòi nước chảy. Cái vấn đề thứ ba đó là về ăn uống đảm bảo vệ sinh, luôn ăn chín uống sôi để hạn chế nguy cơ lây bệnh qua thực phẩm. Không sử dụng đũa thìa cá nhân để lấy các món ăn dùng chung nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm vi sinh vi khuẩn từ đường ăn uống. Mọi người lưu ý là không uống chung ly nước và không sử dụng chung đồ đựng các loại thức uống với người khác. Nếu trong quá trình ăn uống mà chúng ta ho, hắt hơi hoặc là bị sặc thức ăn thì mọi người lưu ý là đi ra khỏi bàn ăn bởi vì mỗi chúng ta đều có thể có nguy cơ bị mắc COVID-19 hoặc là lây lan sang người khác. Hiện nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên trẻ trong độ tuổi mầm non đã phải nghỉ học nhiều tháng nay. Để hạn chế việc trẻ tiếp xúc với các thiết bị điện tử, các bậc phụ huynh nên cùng trẻ chơi một số trò chơi vận động để nâng cao sức khỏe, tiêu hao năng lượng, tránh tình trạng thừa cân béo phì. Sau đây cô giáo Nguyễn Thị Thảo, trường mầm non Minh Hoàng, huyện Phù Cử sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số trò chơi vận động tại nhà dành cho trẻ mầm non. Kính thưa các bậc phụ huynh, hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mầm non. Trẻ học mà chơi, chơi mà học. Việc tổ chức các trò chơi cho trẻ là rất quan trọng. Trong đó, trò chơi vận động là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục mầm non. Trò chơi vận động tạo cho trẻ niềm vui, niềm hứng khởi. Đặc biệt, trong thời gian này, trẻ nghỉ tại nhà, nên việc tham gia vào các trò chơi vận động còn hạn chế. Chính vì vậy, ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bậc phụ huynh một số trò chơi vận động dạy trẻ tại nhà. Trò chơi đầu tiên có tên Hai chú chim sinh.
Sau đây, xin mời các bậc phụ huynh hãy quan sát cách chơi của trò chơi hai chú chim sinh nhé. Bên này một con chim sinh, bên này một con chim sinh, chip chip chip, chip chip chip, hai chú chim nô đùa. Chim gọi bạn chim bay lên, chim gọi bạn chim bay lên, chip chip chip, chip chip chip, tung cánh bay lên trời. Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với các bậc phụ huynh trò chơi thứ hai được mang tên chụp bóng. Để thực hiện được trò chơi này, các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị cho con những đồ dùng như bóng nhỏ, cốc nhựa, rổ và những chiếc vòng. Cốc sẽ xếp thành một hàng ngang. Phụ huynh sẽ ngồi đối diện với con, khoảng cách từ 1,5 mét trở lên tùy theo khả năng của trẻ mà phụ huynh có thể tăng khoảng cách. Sau đó, phụ huynh sẽ lăn bóng. Con sẽ dùng cốc để chụp bóng. Sau đây, xin mời các bậc phụ huynh hãy quan sát cách chơi của trò chơi này nhé. Con đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Nào, chuẩn bị nào. Yeah. Trò chơi thứ ba được mang tên ai nhanh hơn. Ở trò chơi này, phụ huynh hãy dùng những chiếc vòng hoặc vẽ những chiếc vòng. Tương ứng với mỗi chiếc vòng là một chiếc cốc. Trẻ sẽ bật vào từng vòng và cầm cốc úp xuống, cứ như thế cho đến hết. Sau đó chạy ngược lại, thực hiện tương tự cầm cốc đặt lên. Với trò chơi này, các bậc phụ huynh hãy chơi cùng con để con hứng thú hơn khi tham gia vào trò chơi nhé. Sau đây, xin mời phụ huynh hãy quan sát cách chơi của trò chơi này. Bắt đầu! Bốn. Yeah. Kính thưa các bậc phụ huynh, vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bậc phụ huynh một số trò chơi vận động để các bậc phụ huynh chơi cùng con trong thời gian ở nhà. Chúc các bậc phụ huynh và các bé có những giờ chơi thật vui vẻ và bổ ích. Xin chào! Ung thư vú là căn bệnh thường gặp và có tỷ lệ gây tử vong cao nhất ở nữ giới. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn thờ ơ với căn bệnh này. Đến khi phát hiện, thường ở giai đoạn muộn, tế bào ung thư đã di căn, rất khó cho việc điều trị. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên về căn bệnh nguy hiểm này. Tôi muốn hỏi các bác sĩ bệnh ung thư vú là gì ạ và những nguyên nhân gì gây nên ung thư vú ạ? Ung thư vú là cái bệnh ác tính ở vú, thường gặp ở phụ nữ. Nó cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở phụ nữ trong độ tuổi 40-50 tuổi. Nguyên nhân thì nó cũng không rõ ràng, thế nhưng mà người ta thấy liên quan rất nhiều các yếu tố nguy cơ liên quan đến các yếu tố gia đình. Tức là nếu mà trong một gia đình, nếu như có mẹ hoặc có chị em gái mà đã bị ung thư vú thì nguy cơ ung thư vú của người phụ nữ lại cao gấp 3,5-5 lần. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái đột biến gen, liên quan đến nội tiết tố nữ của những cái người dậy thì sớm này, trước 11 tuổi hoặc là mãn kinh muộn sau 5 năm tuổi, sinh con lần đầu muộn ấy, trên 35 tuổi, hoặc là ở những cái người mà không cho con bú thì tỷ lệ ung thư vú có vẻ tăng hơn. Yếu tố liên quan đến những cái thói quen, chế độ ăn mà nhiều cái chất béo, có uống rượu nhiều hoặc là nghiện hút thuốc lá thì cũng làm cho nguy cơ ung thư vú tăng lên. Hoặc là những người thừa cân ấy, thì cũng dễ thư vú hơn. Và triệu chứng của bệnh ung thư vú là nó như thế nào? Tương lai bạn phát triển ra sao? Những cái dấu hiệu để nghĩ đến ung thư vú, thứ nhất là sở thấy khối u ở vú. Cái thứ hai là có thể là thấy là kích thước vú nó to lên, hoặc là có những cái vùng da mà nó bị biến đổi màu, tổn thương nó phù nề cái vùng đấy, hoặc là nó bị loét, chảy dịch, chảy nước. Một số người thì thấy là núm vú nó tự nhiên nó tụt vào. Những cái vết lõm ở trên vú ấy, do là cái tổ chức ung thư nó co kéo. Vì ung thư vú nếu như phát hiện sớm chúng ta có thể điều trị khỏi. Thế cho nên là cái mà để sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú là rất quan trọng và cần thiết. Về các giai đoạn của bệnh ung thư vú ấy, thì theo Hiệp hội Ung thư Quốc tế thì người ta chia là 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu và giai đoạn không ấy, lúc đấy thì cũng chưa xác định khối u mà ung thư chỉ tại chỗ đấy thôi, chưa có hạch và cũng chưa có di căn. Giai đoạn 1 thì là cái giai đoạn mà bắt đầu người ta thấy khối u rồi, thế và khối u đường kính là dưới 2 cm, chưa có hạch và cũng chưa có di căn xa.
Giai đoạn 2 là cái giai đoạn mà người ta xác định cái kích thước của cái khối u lớn nhất ý, thì nó khoảng từ 2 đến 5cm. Chưa có hạch di căn nhưng có thể là có hạch nách cùng bên như hạch vận di động. Giai đoạn 3, lúc đấy thì kích thước khối u là trên 5cm. Bắt đầu có hạch nách hoặc là hạch đòn, trên đòn, dưới đòn. Thế và cũng chưa có di căn xa. Thế và đến giai đoạn 4 thì là khối u ở bất kỳ kích thước nào. Thế tuy nhiên là nó đã lan đến vùng ngực, có thể nó có nát ở trên thành ngực, hạch đã di căn. Cảm ơn bác sĩ về cách phòng và điều trị bệnh ung thư vú. Về điều trị ung thư vú thì cơ bản thì người ta sẽ có các cái phương pháp sau. Thứ nhất là phẫu thuật, có thể là người ta sẽ loại bỏ khối u và bỏ toàn vú, hoặc là người ta tắc cắt toàn bộ vú, thì tùy thuộc vào cái kích thước khối u cũng như là cái giai đoạn của bệnh và cái tốc độ phát triển của các cái tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là người ta sẽ kết hợp với cái xạ trị để điều trị chống tái phát tại chỗ. Và cái thứ ba nữa là người ta kết hợp với hóa trị liệu, điều trị toàn thân để diệt tận gốc các cái tế bào ung thư. Để dự phòng ung thư vú thì mình có lối sống lành mạnh, tức là tập thể dục thể thao thường xuyên, chế độ dinh dưỡng thể hợp lý, cân đối, không uống rượu, không hút thuốc lá, không nên sinh con muộn. Thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, không biết khi nào mới kết thúc. Do đó, việc mỗi người dân thay đổi thói quen để chung sống an toàn, sẵn sàng ứng phó với đại dịch là điều hết sức cần thiết. Để có thể chung sống với dịch thì điều quan trọng trước tiên đó là tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, tiến tới bao phủ vaccine toàn dân, dần hình thành miễn dịch cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 83% người lớn từ 18 tuổi trở lên đi tiêm đủ 2 mũi. Từ ngày 22 tháng 11, tỉnh bắt đầu tiến hành tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Chỉ trong thời gian ngắn, tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ em đã đạt trên 94%. Chúng tôi xác định dịch bệnh còn lâu dài, không biết bao giờ hết được, cho nên xác định phải cẩn thận chống chung với nó. Thì mình đi đâu mình thực hiện 5K, tiêm phòng cẩn thận. Đến hiện tại thì cháu đã được tiêm một mũi vaccine. Bây giờ cháu mong mọi người, cũng thầy cô, các bạn, mọi người dân ở khu vực sẽ được tiêm vaccine để cùng đi học trở lại. Những hộ sản xuất kinh doanh là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tuy nhiên họ cũng thể hiện sự nhanh nhạy, linh hoạt trong hoàn cảnh mới. Thay vì bán hàng theo phương thức truyền thống, giờ đây hình thức bán hàng online, bán mang về trở nên phổ biến. Chị Lê Thị Thúy Liên, kinh doanh quần áo thời trang ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, đã có thời gian gần 2 năm phải đóng cửa vì dịch bệnh. Giờ đây chị mở cửa trở lại nhờ xây dựng các trang web bắt mắt và quảng bá tốt trên mạng xã hội. Doanh thu bán hàng của chị tăng đáng kể so với thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh. Chúng tôi cũng đã thêm các cái hình thức kinh doanh mới ở trên các cái trang mạng. Người tiêu dùng không cần tới cửa hàng nhưng vẫn mua được những sản phẩm ưng ý qua các cái fanpage, các cái chương trình chạy quảng cáo. Hiện tại thì đến cửa hàng của chúng tôi, trước hết là khách hàng đến thì chúng tôi yêu cầu xịt khuẩn và đeo khẩu trang. Ngoài ra thì phải quét các cái mã QR. Thời điểm này, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh luôn thực hiện song song hai nhiệm vụ là phòng chống dịch và khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác phòng dịch được siết chặt ở mức độ cao nhất, đặc biệt là kiểm soát đầu vào. Nhiều bệnh viện thực hiện test nhanh COVID-19 trước khi vào viện. Công tác lấy mẫu và xử lý kết quả tiến hành nhanh chóng chỉ trong vòng 20 phút để không ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh. Các bệnh viện luôn sẵn sàng phương án khi có F0 đến khám và điều trị. Xác định là thích ứng an toàn và linh hoạt với dịch bệnh và xác định là cũng sống chung một thời gian mà cũng chưa biết là đến bao giờ thì chấm dứt. Nên là chúng tôi cũng đã xây dựng các cái kế hoạch để mà phòng chống dịch bệnh lâu dài, đảm bảo mà làm sao mà để mà bệnh nhân mà đến bệnh viện an toàn nhất. Tất cả những cái việc này thì nó đã có trong cái kịch bản của chúng tôi rồi, cũng đã lường trước hết rồi, hạn chế tối đa cái khả năng mà lây nhiễm ra cộng đồng. Chung sống an toàn với đại dịch cũng là nội dung nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành vào ngày 11 tháng 10 năm 2021. Đây là sự lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại để thích ứng linh hoạt trong hoàn cảnh mới, từng bước đẩy lùi dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế xã hội. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống khỏe số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.